Xin chào quý đại lý và quý khách hàng. Hàng nhập khẩu Âu lại làm video này. Xin gửi đến quý đại lý và quý khách hàng một trong những sản phẩm có lẽ là cũng khá là quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam trong một vài năm trở lại đây. Nó là táo đỏ sấy khô của Hàn Quốc. Đây là, trên tay là một trong những hộp táo được hàng nhập khẩu Âu nhập và phân phối khá phổ biến tại Việt Nam. Đây là một táo là hộp 1 cân, kèm theo một cái túi sách sử dụng nữa, cực kỳ là đẹp mắt. Thì hàng nhập khẩu Âu nhập hai quy cách khác nhau, một là loại 1 cân và hai là loại 500 gram. Thì loại 1 cân thì có cái loại hộp này và loại túi thì 500 gram. Thế 500 gram cũng có loại túi nhưng không có hộp. Đây là hình thức phía ngoài của sản phẩm, vô cùng bắt mắt, rất là đẹp đẽ. Thì chúng ta sẽ đi xem lần lượt từ hình thức của sản phẩm cho đến phía đường trong, công năng, rồi một số những cái ký mã hiệu ở trên này. Mình xem qua xem cái sản phẩm này là sản phẩm như thế nào mà được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam rất là yêu quý và đón nhận trong thời gian qua. Đấy là một trong sản phẩm chủ lực của hàng nhập khẩu ở Âu, được hàng nhập khẩu ở Âu phân phối toàn quốc và cũng là quanh năm, vì nó là táo đỏ sấy khô mà. Đặc biệt là trong thời gian Tết thì được rất nhiều quý đại lý và quý khách hàng sử dụng, khá là phổ biến trong thời gian qua. Thì đây là cái hàng nhập khẩu Âu thì thường có nhập hai loại táo đỏ, một là loại táo gọi là Boeuns và một loại nữa là của hãng cây farm cao farm. Thế thì bản thân là cái Boeuns này nó không phải là một cái nhãn hiệu về táo, mà đây là cái táo mà được sản xuất tại cái vùng coi như là Boeuns này. Thì Boeuns nó là một cái huyện của cái tỉnh Trung Du Bắc của Hàn Quốc. Huyện này thì có diện tích nó khoảng gần 600 km², dân số ở huyện ở cái huyện này là cũng có khoảng tầm nửa triệu dân. Thế thì trước đây thì ở cuối thế kỷ 20 thì cái huyện này là được nâng cấp thành thị xã, thế và 2007 thì nó được đổi thành cái tên khác, thế nhưng mà người ta vẫn giữ lại cái tên truyền thống là Boeuns này. Đây là một cái vùng rất là nổi tiếng để sản xuất táo, bởi vì với cái thổ nhưỡng và rất nhiều những cái kỹ thuật khác để trồng ra được cái táo tốt. Đây là cái hàng mà do tập đoàn Samsung bảo trợ người tiêu dùng. Đây là một số những cái chỉ tiêu về đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Y tế Hàn Quốc. Đây là cái nhãn hiệu mà xuất xứ của Hàn Quốc. Đây là cái xác nhận là đây là cái hàng phi nông dược. Táo mà được xác nhận phi nông dược này là rất là quan trọng, vì là trồng theo tiêu chuẩn GAP, sạch, không sử dụng phân hóa học, và được theo một cái quy trình là đảm bảo về cái an toàn vệ sinh sản phẩm từ khâu trồng cho đến khâu thu hoạch, đóng gói đến tận tay người tiêu dùng. Cũng tương tự như thế, đây là một trong những cái giải thưởng rất là quan trọng. Quý vị nhìn cái này chắc cũng không phổ thông lắm cho người tiêu dùng Việt Nam. Thế thì cái giải thưởng gọi là Green Brand Power Index One này, đây là cái giải thưởng mà của công ty này năm 2018. KBPI, cái tắt là KBPI. Thế nên được cái index này nó được tổ chức thực hiện bởi cái Hiệp hội Tư vấn Quản lý Hàn Quốc là KMAC. Thì mỗi một năm là KMAC người ta đo lường cái sức mạnh của các thương hiệu bằng việc là khảo sát khảo sát mà dựa trên cái yếu tố mà nhận thức về thương hiệu của người tiêu dùng, cái ảnh hưởng của thương hiệu, sở thích
và đặc biệt là cái gọi là cái chỉ số về sẵn sàng mua hàng của người tiêu dùng. Đấy. Bằng cái cách là người ta bình chọn, trích từ cái kết quả của cái bằng cái cách là người ta phỏng vấn theo tỷ lệ 1:1, mà cái số lượng mà phỏng vấn tối thiểu là khoảng 15.500 người ở cái độ tuổi mà từ 15 đến 50 tuổi, sống ở Seoul và 6 cái thành phố khác nữa. Đấy. Thì người ta sẽ phỏng vấn với tỷ lệ 1:1, nghĩa là một người đi phỏng vấn này để trực tiếp một người sử dụng. Đấy, 15.500 người. Đấy, tuổi từ 15 đến 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 50. Đấy. Thế và năm 2018 thì là cái nhãn hiệu táo là Bio-Jujubi này là được người tiêu dùng rất yêu thích, giống như Việt Nam mình, tương tự như cái chỉ cái bình chọn về hàng Việt Nam chất lượng cao. Tương tự như vậy. Thế còn bản thân cái xác chứng nhận phi nông dược này cũng rất là quan trọng. Để có cái chứng nhận này thì sản phẩm cũng phải trải qua rất nhiều những cái yếu tố khác nhau. Thế nên cái quy chuẩn mà trồng cái táo sạch này thì cũng tương tự như cái quy chuẩn mà trồng nấm linh chi sạch. Nhưng tất nhiên là quy chuẩn mà trồng nấm linh chi sạch ấy, thì thường nó nghiêm ngặt hơn một chút. Đấy. Ví dụ như là về chọn đất này, về tưới nước này, về giống này, về phân bón này, về thu hoạch đóng gói, hoặc là bản thân kể cả cái quy trình trồng như thế cũng rất là quan trọng. Ví dụ như về chọn đất chẳng hạn nhé, thì đất thường là trồng ở những cái khu vực mà cao, thoát nước tốt, thường là đất phá cát, kể cả là cái nấm linh chi và kể cả là cái táo này cũng thế thôi. Không bị nhiễm cái hàm lượng kim loại nặng hoặc là hóa chất độc hại. Cái vùng trồng của những cái táo này và kể cả nấm linh chi ấy, là phải cách xa những cái khu mà có cái chất thải công nghiệp nặng hoặc là bệnh viện ít nhất là 2 km, và cách xa cái khu vực mà có chất thải sinh hoạt là tối thiểu là 200 m. Đấy. Thế còn riêng đối với nấm linh chi ấy, thì nó còn cái quy chuẩn mà trồng sạch ấy, quy chuẩn GAP ấy, thì nó còn nghiêm ngặt hơn cả cái táo này khá là nhiều. Ví dụ như đối với nấm linh chi mà muốn được chứng nhận GAP chẳng hạn nhé, thì sau một cái thời gian trồng là ví dụ như 3 năm thì người ta lại không được sử dụng lại cái đất mà cái nguồn đất cái nơi trồng nữa, mà phải luân canh cái hoa màu khác, và người ta cải tạo lại cái đất đấy 15 năm sau thì người ta mới được trồng lại. Đối với nấm linh chi. Thứ hai là ví dụ như cái sản phẩm này về cũng giống như nấm linh chi là cái tưới nước chẳng hạn đấy, thì phải dùng cái nguồn nước sạch, không được dùng cái nước mà ao hồ bị nhiễm bẩn. Hoặc là giống giống thì người ta phải gieo từ những cái bào tử nấm, nếu mà nấm linh chi thì gieo từ bào tử nấm khỏe mạnh đấy, không có mầm bệnh, kể cả cái táo này cũng thế này, người ta trồng người ta phải nghiêm ngặt rất là kỹ cái đó. Hoặc là phân bón thì chắc chắn là nguyên tắc của phi nông dược là tuyệt đối không được dùng cái phân trùng tươi này, hoặc là thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng, hoặc là những bất kỳ những cái nông dược mà độc hại khác này đều không được sử dụng, người ta chỉ được dùng cái phân hữu cơ mà đã lên men đấy, hoàn toàn tự nhiên. Thế còn khi mà thật cần thiết ấy, ví dụ như là đặc biệt là liên quan đến cái sâu bệnh thì người ta mới được sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật, nhưng mà ở cái loại mà theo cái phân loại mà cấp độ độc hại là cấp 3 hoặc là cấp 4. Đấy. Nghĩa là có cái hoạt chất rất là thấp, ít độc hại, mà phải phun trước kỳ thu hoạch mà tối thiểu nhất hạn cũng phải là tầm nửa tháng trở ra. Hoặc ví dụ như là về cái thu hoạch đóng gói chẳng hạn thì người ta phải loại bỏ những cái sản phẩm như bị sâu, dị dạng. Đấy, đây quý vị có thể nhìn đây, trong gần như là 10 quả như cả 10. Đây là phía trong sản phẩm nhé. Đây, một cái hộp này là chứa một cái túi 1 cân hoặc là 500 g. Đây là túi 1 cân. Đây, quý vị có thể nhìn đây. Nó là gần như là cảm giác như là tuyệt đối là 10 quả như cả 10 luôn. Từ kích cỡ cho đến là màu sắc, đến là những cái vấn đề khác rất là tuyệt vời. Đây không có hút ẩm. Đấy là về thu. Thế sau khi mà hái xong thì cái sản phẩm này người ta phải cho vào cái lò sấy để đạt những cái tiêu chuẩn về vệ sinh, để sấy khô thì đóng túi để bảo quản nơi khô ráo, và người ta luôn khuyến nghị là phải tránh ánh nắng mặt trời và các tia bức xạ nữa.